Mai chứ chị Bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta đây là một cái lô giảo siêu nụ cực sốc cực rẻ, giá 50k một cây thôi quý cô chú anh chị ơi. 50k một cây thôi cả nhà. Đó, đây 50k một cây mà bây giờ cây nó liền cốt gần 100% luôn rồi, củ đế rất là ok luôn nha cả nhà. Củ đế nó cây nào cũng rất là ok luôn mọi người. Rồi đây là cả nhà ơi, giá là 50k một cây nha. Chỉ có 50k một cây thôi cả nhà. Ở bên em còn bao ship cho chúng ta nữa. 6 cây là chúng ta còn bao ship luôn cả nhà ơi. Đó đây cả nhà. Quá trời đẹp rạng ngời luôn, cái lô này quá đẹp rồi anh chị ơi. Đó mọi người, thích cái loại này thì hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha cả nhà. Bông nè. Đẹp rạng ngời ông mà trời luôn cả nhà ơi. Rồi, 50k một cây cực sốc cực rẻ, cực hấp dẫn cho chúng ta ngày hôm nay cả nhà ơi.